Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay hàng về em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài Universum mới về của bên em. Đây chính là chiếc Universum 8800 Super CT. Anh em có thể thấy thì con đài này nó sở hữu hai cặp loa hai đường tiếng rất là đẹp. Đây, chất âm của nó cực kỳ ấm. Những cái dòng của Đức thì là tiếng của nó nghe rất là đã. Con Universum này có thể nói là một trong những chiếc đài mà cỡ lớn. Nó còn cái bề cao nó còn to hơn cả con Telefunken Hi-Fi Studio. Đấy. Anh em có thể thấy nó làm thiết kế cũng rất là hầm hố và đẹp. Con này thì nó chơi được băng cassette này, radio FM. Con này FM 108 luôn. Đó. Đây là anh em bắt là full đài. Cái thứ hai nữa là anh em có thể thấy ở đây thì nó có phần để chúng ta chỉnh cái băng tần. Dưới này thì là chỉnh ba cái băng 1, 2, 3, 4 băng tần. Đó. Ví dụ như là UKW này là FM này. Thằng MW là AM này. Đó. Dưới này là volume, ba lăng, chat bass. Đây là hệ thống phím bấm và dưới đây là cái dạng tay cầm. Ở đây nó có cả cái phần để chúng ta tai phone hoặc là AUX. AUX nó nằm ở phía đằng sau. Đó. Đây là một số cái chỉnh về cái giải tần đèn điện tử. Đó. Trên này là mấy cái về cái phần âm thanh của cassette, ví dụ như Chrome hoặc là Lomo. Đây là kiểu dạng CT. Đó. Bởi vì đây thì nó là cassette hoặc là radio, anh em có thể chuyển một trong hai. Đó. Ở phía trên này thì anh em có thể thấy ở đây nó có gồm một nút nguồn. Chúng ta gạt xuống là mở, gạt lên nó là touch. Đó, và đây là một số cái tính năng giống như kiểu hẹn giờ. Còn đây là cái phần ghi nhớ của thằng FM. Khi mà anh em nhấn vô đây này, nó có bốn cái đài nhớ sẵn và chúng ta có thể chỉnh ở phía trên này. Đó. Về phía mặt sau máy thì anh em có thể thấy con Universum này nó còn sử dụng hộp đựng pin nằm ở phía dưới. Đó, hộp đựng pin này anh em. Đó. Con này thì nó sử dụng đến 8 quả pin. Đâu? 6 quả. 6 quả nha anh em. Đó. Đây là Universum Oscillator Super 8800. Chạy điện 220. Máy rất là đẹp nha anh em. To rồi. Bây giờ em sẽ cho lớn để anh em nghe chất âm con này. Vì mấy khi yêu mà chắc được được người yêu. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có. Chất âm của em này rất là ấm. Anh em nào mà nghe con này rồi sẽ thấy được. Khi mà anh em muốn nghe radio chúng ta gạt xuống đây. Đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta chỉnh. Cái này chúng ta nhấn UKW để chúng ta dò tay. Ừ.
ruột, nó đau lưng, cứng cổ, tê tay, do thoái hóa cuộc sống. Sẽ bị thoái hóa cuộc sống cổ và lưng. Hết thuốc lại đau trở lại, mọi sinh hoạt, đi đứng của tôi đều trở nên khó khăn. Tưởng sẽ phải sống chung với cái cục. Lưng rùa ở trong những cái ngôi chùa thì chúng ta cũng có một cái điển tích liên quan. Lực lượng vũ trang của bộ đội biên phòng Kiên Giang với lực lượng vũ trang của Campuchia thì để thực hiện trạng gọi là viêm phế quản mãn tính. Cái tình trạng viêm phế quản mãn tính này nó có thể được long dài. Ở mức là 300 đồng một ký, đồng thời chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel. Hôm nay FM đến mùa đẹp 4.